quân Nga sẽ vây quân Ukraine ở Kurakhovy như bóp kem đánh răng. Trận chiến Kursk, thiết giáp Ukraine bị quét sạch, 60 binh sĩ thiệt mạng. Nga chặn chiến dịch mới của Ukraine, Kiev lần đầu tiên tấn công Dagestan. Tổng thống Biden đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, muốn Kiev ở vị thế mạnh nhất. Nga chờ xem ông Trump giải quyết xung đột Ukraine-Trung Quốc tiếp cận thận trọng. Quân đội Nga tiếp tục đạt được thắng lợi mới trên hướng Poroshko-Kurakhovsky. Theo thông tin mới nhất, quân đội Nga sau khi tiến vào phía đông bắc thành phố Kurakhovo đã nắm quyền kiểm soát nhà ga xe lửa Roza. Nhà ga này nằm trên đại lộ Zaporohi, chạy dọc theo toàn bộ chiều dài Kurakhovo từ đông sang tây. Theo thông tin mới nhất, quân Ukraine đã mất quyền kiểm soát trạm vận chuyển hàng hóa ở Kurakhovy do các cuộc tấn công gia tăng quân Nga từ cả phía đông và phía bắc. Các cuộc tấn công từ phía bắc được tiến hành từ các trận địa pháo được bố trí trên các bãi đất thải của nhà máy tuyển quặng Kurakhovskaya, cũng như từ Ilinka và Stepanoka. Hiện các bên vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức về bước tiến của quân Nga trong khu vực nhà ga Roza. Tuy nhiên, có thông tin từ hiện trường cho biết quân đội Ukraine đã rời khỏi khu vực và lùi về phía tây thành phố với tổn thất lớn. Trong khi đó, ở phía tây nam Kurakhovy, quân đội Nga đang tổ chức bao vây với vòng vây lớn khi họ chiếm Radonoi và Zhalip nằm gần các đường cao tốc trọng điểm theo hướng này. Kênh quân sự Muknoi của một quân nhân Ukraine cách đây vài giờ cho biết tình hình quân Ukraine đồn trú ở Kurakhovsky là vô cùng khó khăn và họ có thể cần phải sớm rút khỏi khu vực này khi còn cơ hội. Quân đội Nga sau khi chiếm các khu dân cư Vochenka, Stepanoka và Ilinka ở phía bắc hồ chứa nước Kurakhovsky đã thực sự khóa Kurakhovy từ phía bắc thành phố. Thông tin này được lính Ukraine đăng tải trên mạng xã hội và nhấn mạnh rằng trên thực tế tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Theo chuyên gia phân tích quân sự của Ukraine Bohdan Petrenko cho biết, Vochenka và Stepanoka đã bị quân Nga kiểm soát hoàn toàn, trong khi đó quân Nga đã đánh tới tuyến đường sắt Beresky. Như vậy, tuyến đường giao thông qua cây cầu đường sắt qua hồ chứa vào thành phố đã bị cắt. Quan sát bản đồ chiến sự của Line Map bị cấm ở Nga cho thấy, quân Nga gần như bao phủ hoàn toàn phía bờ bắc của hồ chứa Kurakhovsky, thiết lập vòng vây từ hướng này. Tuy nhiên, nhờ có hồ chứa Kurakhovsky tạo thành một rào cản tự nhiên bảo vệ bờ phía bắc của Kurakhovy. Theo đánh giá từ phía Ukraine, hầu hết các đơn vị tinh nhuệ của họ đều tập trung ở khu vực Kurakhovsky. Mối quan tâm lớn nhất của lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố Kurakhovy đó chính là hướng tiến công của quân Nga từ hướng Bắc và hướng Đông. Ngoài ra, các lữ đoàn dự bị của quân đội Ukraine hiện cũng được triển khai từ phía Nam để chặn quân Nga trên tuyến Upennica, Konstantinka với chính diện khoảng 16 km và cách trung tâm thành phố Kurakhovy khoảng 10 km. Mục đích là cầm chân quân Nga trên hướng phía Nam này nhưng sẽ tổn thất quân lớn vì ở đây không có công sự phòng ngự kiên cố. Tuy nhiên, vấn đề là thời gian sẽ không giúp ích nhiều cho quân Ukraine trong bối cảnh khó khăn chồng chất tại khu vực Kurakhovsky vì họ không có đủ khả năng xây dựng thêm các tuyến phòng thủ trong điều kiện hiện tại. Điều đáng chú ý là chỉ huy quân đội Nga chắc chắn không cần thiết phải tổ chức đột kích trực diện vào thành phố Kurakhovy từ phía đông vào lúc này, bởi nếu bị cuốn vào các trận đánh khốc liệt trong đô thị, sẽ có tổn thất rất lớn về người, vũ khí, trang bị. Hiện tại, quân đội Nga tập trung tấn công về phía tây Selidovo, mở rộng sự hiện diện ở tam giác Vishnevoi, Nova Leseka và Novo Michoka. Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công của Nga vào phía tây và phía bắc Selidovo là một phần trong kế hoạch bao vây Poros. Hiểu một cách đơn giản thì quân đội Nga đang cố gắng xây dựng bàn đạp cho các hành động chiến đấu tiếp theo. Trang Top War của Nga đưa tin, trên hướng nam Kurakhovsky, quân đội Nga bất ngờ thay đổi kế hoạch tấn công. Sau khi chiếm các làng Satoskoi và Janaja Poliana, họ chuyển về phía bắc, không tiến xa hơn theo đường thẳng đến Konstantinopi mà chuyển đội hình tiến về phía đông bắc và tây bắc, bắt đầu tấn công lần lượt về phía Sukhijalov và Radonoi. Khi tiến công Radonoi, quân đội Nga sẽ tạo thế bao vây quân Ukraine ở Velika Novosenka từ phía bắc, và với việc chiếm làng Sukhijali, họ tạo ra một vòng vây xung quanh khu vực đồn trú của Ukraine ở khu vực Kurakhovsky. Đồng thời, không ai loại trừ rằng một cuộc tiến công của Nga tới Konstantinopi sẽ không thể tiếp tục trong thời gian tới. Sau khi chiếm được làng Chudovoy, các quân Nga đã sử dụng ngay vị trí này làm đầu cầu, lập tức tiến công quân Ukraine ở Uspenuka để tiến tới tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở dọc bờ sông Sukhijali và đe dọa khu vực kiên cố Kurakhovsky từ phía nam. Hiện quân đội Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát tả ngạn con sông này, nhằm vây ép quân Ukraine ở khu vực Kurakhovsky như bóp kem đánh răng trong ống.
Như vậy, một số chuyên gia và nhà phân tích Ukraine đề xuất chỉ huy quân đội Ukraine nên nhanh chóng rút quân khỏi Ilinka, Jeliyavetsika, Romanika và Annika để tránh bị bao vây hoàn toàn. Trên mặt trận Kursk, quân Ukraine đã phá thế bao vây của Nga nhưng đổi lại là gặp thiệt hại vô cùng nặng nề. Tại khu vực Kursk, Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra các cuộc chiến pháo binh quy mô lớn, đồng thời tiếp tục tranh giành vòng vây. Quân tiếp viện Ukraine trong cuộc phản công từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 đã phá vỡ sự bao vây ba mặt của quân Nga đối với làng Pogoraki. Quân tiếp viện Ukraine xuất phát từ làng Malajalonia, tiến dọc theo đường cao tốc về phía Bắc, mở cuộc phản công mạnh mẽ vào các vị trí của quân Nga ở phía nam Pogoraki và bờ tây sông Malajalonia. Do sông ngăn cách nên lực lượng dự bị của Nga không thể hỗ trợ kịp thời các vị trí ở bờ tây, buộc quân Nga tại bờ tây phải từ bỏ trận địa và rút về bờ đông. Nhờ vậy, quân Ukraine đã mở thông tuyến đường nông thôn từ Malajalonia đến Pogoraki. Nhìn vào bản đồ, do khoảng cách quá gần, quân Nga ở bờ đông vẫn có thể sử dụng hỏa lực tầm gần để tấn công trực tiếp vào con đường ở bờ tây, phong tỏa con đường bằng hỏa lực, khiến quân Ukraine dù đã mở thông đường nhưng không thể sử dụng nó bình thường. Để đảm bảo an toàn cho con đường, lực lượng tiếp viện của Ukraine đã điều động một trung đội dưới sự yểm trợ của 3 xe chiến đấu bộ binh tấn công vào vị trí của quân Nga ở bờ đông con sông. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của hỏa lực chống tăng, quân Nga đã phá hủy một trong 3 xe chiến đấu bộ binh của Ukraine, buộc hai chiếc còn lại phải rút lui. Bộ binh Ukraine mất đi sự yểm trợ, đã phải rút lui khẩn cấp sau khi 15 binh sĩ bị tiêu diệt và 3 người bị bắt. Do quân Ukraine đã đạt được đột phá ở tuyến phía đông của vòng vây, quân Nga bắt đầu tăng cường tấn công tuyến phía tây của vòng vây này, đặc biệt là vào Novovanoka và Leonidovo. Quân Nga đã trực tiếp sử dụng máy bay Su-34 ném bom các ngôi làng này. Theo kênh Telegram Notwin, quân Ukraine phàn nàn rằng Nga dùng bom không quân tấn công mạnh vào các vị trí của Ukraine trước khi phát động tấn công trên bộ, khiến Ukraine chịu tổn thất lớn và phải liên tục điều động lực lượng dự bị đến khu vực này để củng cố phòng tuyến. Do lực lượng dự bị của Ukraine dồi dào, họ có đủ sức mạnh để giữ vững tuyến phòng thủ. Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado S để tiêu diệt cụm thiết giáp của lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine, bao gồm 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 10 xe bọc thép, pháo tự hành 2S1 Vosika, một hệ thống phòng không OSA và khoảng 10 xe bán tải đã bị phá hủy. Video cho thấy máy bay không người lái trinh sát của quân Nga đã thành công tiến sâu 30 km vào khu vực tỉnh Sumy của Ukraine và phát hiện cụm thiết giáp của Ukraine ở vành đai rừng gần làng Kyjanitsa. Máy bay không người lái của Nga trước tiên đã kiểm tra kỹ lưỡng các trang bị của quân Ukraine, sau đó truyền thông tin thu được về cho lực lượng phóng tên lửa phía sau. Sau khi xác nhận thông tin, quân Nga ở hậu phương đã lập tức sử dụng hệ thống pháo phản lực Tornado S để bắn một loạt đạn, bao phủ khu vực rừng nơi cụm thiết giáp của Ukraine tập trung. Có thể thấy các trang bị của quân Ukraine trong rừng bị tấn công, một số còn xảy ra vụ nổ thứ cấp. Sau đó bộ binh Ukraine bắt đầu bỏ chạy, nhưng các loạt pháo tiếp theo vẫn tiếp tục rơi xuống. Ước tính ban đầu cho thấy có khoảng 60-80 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong vụ này. Làng Kyjanitsa ở tỉnh Sumy là mục tiêu trọng điểm của quân Nga trong công tác trinh sát, vì con đường từ Sumy đến thành phố Suza đi qua ngôi làng này. Nói cách khác, đây là tuyến đường bắt buộc mà quân tiếp viện Ukraine phải đi qua để đến Kursk, buộc quân Ukraine phải tập trung lực lượng và trang bị tại khu vực này. Đối với quân Nga, họ chỉ cần đợi sẵn là có thể tấn công. Trước đó, quân Nga đã nhiều lần tiêu diệt các lực lượng Ukraine tập trung tại làng Kyjanitsa. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã xảy ra một cuộc giao tranh quy mô nhỏ với binh sĩ Triều Tiên, nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, ông cũng cho biết trong tương lai có thể sẽ có nhiều cuộc đối đầu với quân đội Triều Tiên. Được biết, Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine đã phát hành các sách hướng dẫn dịch thuật tiếng Ukraine và tiếng Triều Tiên cho các binh sĩ ở Kursk để sử dụng khi gặp quân Triều Tiên. Cần lưu ý rằng, trong một cuộc phỏng vấn, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Patrick Reeder cho biết họ chưa xác nhận thông tin về việc quân Ukraine giao chiến với quân Triều Tiên có chính xác hay không. Dẫn lời tướng Kirillov nói trong một cuộc họp báo không đạt được thành công với nhà máy điện hạt nhân Kursk, quân Ukraine quay lại với nỗ lực giành lấy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Điều này được chứng minh bằng các kế hoạch cho chiến dịch bị Nga phát hiện trong những hoạt động tác chiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Quân đội Nga cho hay Ukraine không từ bỏ các kế hoạch giành lấy các cơ sở điện hạt nhân của Nga và lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine dự kiến tham gia hoạt động đó. Trước đây, Kiev có kế hoạch chiếm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk với 20.000 binh sĩ, 27 xe tăng và 50 xe bọc thép, 30 đơn vị pháo binh cùng 5 hệ thống.
tướng Kirillov nói. Chiến dịch quân sự của Nga đã ngăn cản Ukraine thực hiện chương trình hạt nhân của nước này. Ukraine tấn công căn cứ Nga ở Degatas. Tình báo quân sự Ukraine đứng sau vụ tấn công một căn cứ hải quân của Nga bằng máy bay không người lái tại thành phố Kapiis thuộc Cộng hòa Dagestan của Nga, một nguồn tin trong cơ quan này tiết lộ. Các nguồn tin cho biết ít nhất 2 tàu, tàu tên lửa và có thể là một số tàu nhỏ thuộc dự án 21631 đã bị hư hại trong vụ tấn công. Chính quyền Dagestan thông báo đã chặn được một vụ tấn công bằng UAV tại Kapiis, một thành phố tại cảng biển Caspian, cách Ukraine khoảng 1.000 km vào sáng ngày 6 tháng 11. Người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Kovalenko cũng cho biết trên Telegram rằng một căn cứ hải quân của Nga đã bị tấn công, các tàu của Hải quân Nga đang đồn trú tại Kapiis. Căn cứ bị tấn công được cho là nơi đồn trú của hạm đội Caspian của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là muốn rời khỏi vị trí của mình sau khi đã củng cố cho Ukraine ở vị thế mạnh nhất có thể. Theo các nguồn tin trong chính quyền sắp mãn nhiệm, Nhà Trắng dự định xúc tiến khoản viện trợ quân sự mới lên tới 9 tỷ đô la Mỹ trong nỗ lực cuối cùng nhằm củng cố Ukraine chống lại Nga trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Kế hoạch này được thúc đẩy bởi lo ngại rằng ông Trump, người từng chỉ trích sự hỗ trợ hào phóng của Tổng thống Joe Biden dành cho Kiev, có thể dừng hoặc giảm đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine. Reuters và Politico dẫn một số nguồn tin cho hay. Một quan chức cấp cao giấu tên nói, chính quyền có kế hoạch thúc đẩy đưa Ukraine vào vị thế mạnh nhất có thể. Politico mô tả kế hoạch này là lựa chọn duy nhất để duy trì dòng vũ khí tới Ukraine, mặc dù các nguồn tin của họ thừa nhận những thách thức to lớn phía trước. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng, ngay cả khi ông Biden phê duyệt viện trợ mới, Lầu Năm Góc có thể phải mất nhiều tháng mới thực sự giao được đạn dược và thiết bị cho Ukraine. Và vị tổng tư lệnh tiếp theo có thể tạm dừng việc vận chuyển vào bất cứ lúc nào. Vẫn chưa rõ liệu quân đội Mỹ có sẵn sàng rút sâu hơn từ kho vũ khí dự trữ của mình để viện trợ Ukraine hay không, bởi hành động này không khác gì mạo hiểm sự sẵn sàng của chính họ. Kể từ tháng 2 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 174 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra với Nga. Khoản tiền mới nhất trị giá 61 tỷ đô la Mỹ đã bị trì hoãn trong vài tháng trong bối cảnh bế tắc giữa Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng. Trong gói đó, chỉ còn lại 4,3 tỷ đô la Mỹ cùng với 2 tỷ đô la Mỹ khác được phân bổ cho các hợp đồng mới với ngành công nghiệp vũ khí Mỹ. Với các chuyến hàng trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ được công bố trước đó, Nhà Trắng chỉ có hơn 9 tỷ đô la Mỹ sẵn có để cung cấp khẩn cho Kiev. Cựu Tổng thống Nga Medvedev hôm 6 tháng 11 cho biết, chiến thắng của ông Trump sẽ không làm thay đổi lập trường thù địch của Washington đối với Moscow, nhưng sẽ khiến Kiev gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận tiền của người đóng thuế Mỹ. Là một doanh nhân thành đạt, ông ấy ghét lãng phí tiền vào đủ loại kẻ ăn bám, vào những đồng minh lập dị, những dự án từ thiện vĩ đại sai lầm và các tổ chức quốc tế vô độ, ông Medvedev viết trong một bài đăng trên Telegram. Câu hỏi duy nhất là ông Trump sẽ buộc phải chi bao nhiêu cho cuộc chiến, ông bướng bỉnh nhưng hệ thống ở Mỹ mạnh mẽ hơn. Ông Donald Trump trước đây đã tuyên bố rằng Ukraine không thể giành chiến thắng trước Nga về mặt quân sự và đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử, người kiếm được hàng tỷ đô la Mỹ mỗi lần ông đến thăm Washington mà không tiến gần hơn đến chiến thắng. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố trong quá trình vận động tranh cử rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ nếu tái đắc cử. Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, ông Trump nhắc lại, tôi sẽ không bắt đầu một cuộc chiến, tôi sẽ chấm dứt chiến tranh. Nga và Trung Quốc đều đã đưa ra phát biểu trước tin ông Trump tái đắc cử với cách tiếp cận thận trọng. Ngày 6 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga nói với Moscow không có mong đợi gì về ông Donald Trump khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ và sẽ làm việc với chính quyền mới của Mỹ nhằm bảo vệ mạnh mẽ các lợi ích quốc gia của Nga. Trong thông cáo, Bộ này nói Nga sẽ vẫn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và lập trường của nước này đối với cuộc chiến là không thay đổi. Trong khi đó, Điện Kremlin cùng ngày cũng thận trọng khi đưa ra các phát ngôn liên quan đến việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo người phát ngôn Peskov của Điện Kremlin, ông Trump từng nhiều lần có các phát ngôn liên quan đến việc muốn chấm dứt cuộc chiến Ukraine trong lúc tranh cử, nhưng chỉ có thời gian mới có thể trả lời rằng liệu những lời nói đó có dẫn đến hành động. Đừng quên rằng chúng ta đang nhắc đến một quốc gia không thân thiện với việc tham gia trực tiếp và gián tiếp vào cuộc chiến chống lại đất nước chúng ta, ông Peskov trả lời báo giới.
Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho biết thêm, ông không có thông tin về kế hoạch sẽ chúc mừng ông Trump của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất lịch sử. Chúng ta đã nhiều lần nói rằng, Mỹ có thể góp phần chấm dứt cuộc xung đột này. Điều này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, nhưng Mỹ có khả năng thay đổi quỹ đạo chính sách đối ngoại của mình. Liệu điều này có xảy ra không? Và nếu có thì xảy ra như thế nào? Chúng ta sẽ thấy sau tháng 1 năm 2025. Cùng ngày 6 tháng 11, trước tin ông Trump đắc cử, Trung Quốc khẳng định sẽ hợp tác với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau trong lúc đang có sự cạnh tranh gắt gao giữa hai siêu cường cho các vấn đề thương mại, công nghệ và an ninh. Chính sách ngoại giao của chúng tôi đối với Mỹ là nhất quán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết. Trước câu hỏi về việc cựu Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng sẽ ảnh hưởng thế nào đến quan hệ Mỹ-Trung, bà Mao khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục xem xét và xử lý quan hệ hai nước theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Trong khi đó, ông Dawei, Giám đốc Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, nhận định dựa trên các đề xuất chính sách lúc tranh cử và các hành động trong nhiệm kỳ trước, việc ông Trump quay lại Nhà Trắng có khả năng sẽ đặt ra thách thức tương đối lớn cho mối quan hệ Trung-Mỹ. 1/3 kho vũ khí hạt nhân Nga nằm trong tầm bắn của vũ khí Ukraine. Khoảng 30% kho vũ khí hạt nhân của Nga nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái và tên lửa Ukraine. Máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của Ukraine có thể nhắm vào một số lượng lớn các địa điểm lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga và ít nhất 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Nga rơi vào tình trạng bấp bênh. Báo cáo của cơ quan này cho biết khoảng 30% trong tổng số 5.580 đầu đạn hạt nhân ước tính của Nga được lưu trữ ở những địa điểm mà vũ khí tầm xa của Ukraine có thể tiếp cận. Ấn phẩm lưu ý rằng, vì máy bay không người lái của Ukraine đã có thể bay tới Moscow, nên ít nhất 14 cơ sở lưu trữ hạt nhân của Nga cũng nằm trong phạm vi tấn công. Trong số đó, ít nhất 2 nơi nằm cách biên giới với Ukraine chưa đầy 160 km và 5 địa điểm khác nằm cách biên giới với Ukraine chưa đầy 320 km. Vì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã vào sâu trong lãnh thổ Nga, do đó ít nhất 14 điểm lưu trữ hạt nhân của Nga nằm trong phạm vi tấn công của loại vũ khí này. Ít nhất 2 trong số các điểm đó cách biên giới Ukraine chưa đầy 160 km, 5 địa điểm khác nằm cách biên giới chưa đầy 320 km. Khoảng cách này tương đương với phạm vi của các tên lửa tiên tiến do phương Tây cung cấp mà Ukraine đang xin phép sử dụng chống lại các mục tiêu của Nga. Không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Ukraine cố ý nhắm vào các địa điểm lưu trữ đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ Nga có trách nhiệm di chuyển đầu đạn hạt nhân của mình ra khỏi nơi nguy hiểm. Bài báo chỉ ra rằng kể từ tháng 3 năm 2023, Nga đã sử dụng căn cứ không quân để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa Kinjal, loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Rất có thể hàng chục đầu đạn hạt nhân được lưu trữ cách các sân bay chính của căn cứ chưa đầy 6 km. Ngoài ra, Moscow có thể lưu trữ hàng chục đầu đạn hạt nhân tại các căn cứ không quân. Đáng chú ý, các căn cứ không quân này đều đã bị lực lượng Ukraine tấn công nhiều lần. Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Ông Trump là một phẩm chất hữu ích đối với chúng ta, là một doanh nhân thực thụ. Ông ấy cực kỳ ghét việc chi tiền cho những kẻ bám đuôi, cho các dự án tồi tệ và các tổ chức quốc tế háu ăn. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức của mình. Theo cựu Tổng thống Nga, chiến thắng của ông Trump có thể là tin xấu đối với Ukraine, nhưng không rõ chính phủ dưới thời Tổng thống Trump có thể cắt giảm tài trợ cho Kyiv đến mức nào. Ông cho biết thêm, chính quyền Ukraine nằm trong nhóm những quốc gia mà ông Trump có thể không muốn chi quá nhiều tiền vào đó và cho rằng giới lãnh đạo Ukraine sẽ làm mọi cách có thể để tự an ủi nếu kết quả bầu cử chính thức xác nhận ông giành chiến thắng. Câu hỏi đặt ra là ông Trump sẽ phải đổ bao nhiêu tiền cho cuộc xung đột tại Ukraine. Ông ấy bướng bỉnh, nhưng hệ thống chính trị Mỹ thì mạnh hơn, ông Medvedev nói. Trong một tuyên bố khác, ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư quốc gia của Nga và từng có liên hệ với nhóm ông Trump cho biết, phe Cộng hòa tại Mỹ đã giành được chiếc ghế Tổng thống và kiểm soát Thượng viện, bất chấp một chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn nhằm vào họ. Chiến thắng thuyết phục của ông Trump cho thấy người dân Mỹ đã chán ngấy những lời nói dối, sự bất tài chưa từng có của chính quyền ông Biden. Ông Dmitriev nhận định, điều này mở ra những cơ hội mới để thiết lập lại quan hệ giữa Nga và Mỹ. Ứng viên Trump của Đảng Cộng Hòa đã được giới truyền thông Mỹ tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, động thái đánh dấu sự trở lại đáng kinh ngạc của cựu Tổng thống này sau 4 năm rời Nhà Trắng trong nhiều tranh cãi. Cuộc xung đột Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi Liên Xô và Mỹ đã tiến gần đến một cuộc chiến tranh hạt nhân.
các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đều cho biết mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhiều nơi bắt đầu điểm lại các cam kết của ông Trump bởi chúng nếu được thực hiện sẽ có tác động lớn, từ chính sách thương mại của Mỹ đến các vấn đề khí hậu, xe điện, nhập cư bất hợp pháp và cả cuộc xung đột ở Ukraine. Về vấn đề Ukraine, ông Trump đã chỉ trích sự ủng hộ của Washington với Kiev trong cuộc xung đột và tuyên bố sẽ kết thúc chiến dịch trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Chưa rõ ông sẽ làm điều này như thế nào, nhưng ông đã gợi ý Ukraine có thể phải nhượng đất để đạt được hòa bình và Ukraine liên tục bác bỏ ý tưởng này. Ông cũng nói rằng dưới thời của ông, Mỹ sẽ xem xét lại cơ bản mục đích và sứ mệnh của NATO. Ông Trump ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Gaza, nhưng cũng đã thúc giục Tel Aviv ngừng bắn. Theo hãng tin Reuters, ông Trump có thể sẽ tiếp tục chính sách cung cấp vũ khí cho Israel của chính quyền ông Biden, đồng thời có khả năng tiếp tục thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, một nỗ lực mà ông đã thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó. Trong bối cảnh ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, giới lãnh đạo Ukraine đang phải nhanh chóng chuẩn bị các chiến lược ứng phó mới. Chiến thắng của ông Trump không chỉ gây ra những lo ngại về khả năng Mỹ giảm viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, mà còn có thể tạo ra những thay đổi cơ bản trong chiến lược ngoại giao và quân sự của Ukraine. Sau đây là những kịch bản và chiến lược mà Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức cấp cao có thể đang tính đến. Sau gần 3 năm xung đột Nga-Ukraine, một số quốc gia đã thấm mệt trong việc viện trợ tài chính cho Ukraine, đặc biệt là Mỹ, nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev. Dù Washington và NATO vẫn liên tục thể hiện sự ủng hộ công khai đối với Ukraine. Trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, ông đã nhiều lần công khai chất vấn việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine và nhấn mạnh rằng các nước châu Âu cần đóng góp nhiều hơn. Khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể sẽ tăng cường áp lực lên NATO, đặc biệt là các nước châu Âu, yêu cầu họ chia sẻ gánh nặng quân sự nhiều hơn. Chính quyền Tổng thống Zelensky vì thế có thể sẽ đẩy mạnh ngoại giao với các đồng minh châu Âu để đảm bảo rằng nguồn viện trợ vũ khí và tài chính sẽ được tăng cường từ các quốc gia này trong trường hợp Mỹ giảm bớt sự đóng góp. Với việc ông Trump đã thắng cử, Ukraine hiểu rằng việc duy trì mối quan hệ tốt với các nhà lập pháp Mỹ, đặc biệt là những người thuộc Đảng Cộng hòa là thiết yếu. Các nỗ lực này có thể bao gồm chuyến thăm cấp cao đến Washington, các cuộc gặp gỡ với những nghị sĩ có tiếng nói trong viện trợ cho Ukraine và tạo lập các kênh liên lạc trực tiếp để thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ về tầm quan trọng của việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Những chuyến thăm và cuộc gặp này không chỉ nhằm tăng cường sự ủng hộ mà còn nhằm bảo vệ Ukraine trước các thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tương lai. Một trong những chiến lược quan trọng mà Ukraine có thể cân nhắc đó là tăng cường năng lực quốc phòng nội địa. Điều này bao gồm đầu tư nhiều hơn vào sản xuất vũ khí trong nước và tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế từ các quốc gia khác như Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Một điểm nổi bật trong quan điểm của ông Trump là sẵn sàng đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo lớn, bao gồm cả Tổng thống Nga Putin. Điều này có thể thúc đẩy một kịch bản mà ông Trump sẽ yêu cầu Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình. Để chuẩn bị cho kịch bản này, Tổng thống Zelensky sẽ có thể xây dựng các yêu cầu cơ bản và lập trường rõ ràng liên quan đến các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Ukraine trong mọi cuộc đàm phán. Việc ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể mang đến một làn sóng thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Ukraine. Giới quan sát nhận định rằng, dù có các chiến lược ứng phó, Ukraine vẫn đứng trước những thách thức lớn trong việc duy trì sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Chính quyền Tổng thống Zelensky với các biện pháp ngoại giao chủ động, tăng cường quốc phòng và tìm kiếm nguồn lực từ nhiều phía, hy vọng có thể sẽ giữ vững được sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia. Theo ông Balatsky, thống đốc vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, lực lượng Ukraine đã cố gắng sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia. Lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn một nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng hệ thống HIMARS và máy bay không người lái để thực hiện cuộc tấn công này, ông Balitsky viết trên trang cá nhân. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về các hoạt động quân sự diễn ra xung quanh khu vực đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Ông Balitsky cho biết những nỗ lực chiếm giữ nhà máy đang gây ra thiệt hại và thương vong lớn cho Ukraine, đồng thời cho biết rằng các địa điểm này và khu vực xung quanh đang được quân đội Nga bảo vệ và nhân viên vẫn tiếp tục làm việc trong bối cảnh bức xạ xung quanh ở mức bình thường. Nga đã giành quyền kiểm soát cả nhà máy điện hạt nhân và nhiệt điện tại địa điểm này vào ngày 4 tháng 3 năm 2022. Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã tuyên bố kiểm soát nhà máy Zaporizhia, nơi không còn sản xuất điện và gần như đã đóng cửa.
Tuy nhiên, nhà máy này vẫn cần điện để duy trì các hoạt động dự phòng, bao gồm máy bơm nước nhằm ngăn ngừa sự cố tan chảy, máy giám sát bức xạ và các hệ thống an toàn khác. Tháng 8 năm 2024, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại địa điểm này. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy những cột khói bốc lên không trung sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị nghi ngờ mà Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Nga. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết một trong những tháp làm mát đã bị tấn công, nhưng khẳng định không có tai nạn rò rỉ hạt nhân nào xảy ra. Tuy nhiên, một tháng sau đó, ông Rafael Mariano Grossi, giám đốc của IAEA, đã gặp và trao đổi với giới chức các nước về lo ngại liên quan đến an toàn hạt nhân tại địa điểm này. IAEA vào ngày 31 tháng 10 cho biết một trong 6 lò phản ứng đã được sửa chữa sau khi phát hiện ra một vết rò rỉ nước nhỏ từ đường ống xung lực, một phần của hệ thống hỗ trợ bơm làm mát lò phản ứng. Trong ngày qua, không quân Ukraine báo cáo Nga đã phóng 63 máy bay không người lái vào nhiều khu vực ở Ukraine, đồng thời tấn công tỉnh Odessa bằng tên lửa không đối đất KH-59 và tên lửa chống radar KH-31P. Trong hơn một tuần qua, lực lượng Nga có đột phá lớn tại Nam Donetsk, đánh sập hàng loạt cứ điểm của đối phương. Những kết quả này sẽ dẫn tới bước ngoặt quan trọng trong chiến sự Ukraine. Việc pháo đài Uleda sụp đổ vào cuối tháng 9 đã khiến lực lượng Kiev không những mất đi thành phố lớn nhất ở tiền tuyến Nam Donetsk, mà còn mở ra cánh cửa để quân đội Nga lợi dụng nhằm nhanh chóng phát triển tiến công về hướng Bắc và hướng Đông theo trục đường T-0524 từ Palika đi Kurakhovi. Sau khi chiếm được Uleda, nhóm cơ động thuộc cụm quân phía Đông, gọi là nhóm Vostok của quân đội Nga, có khoảng 3 tuần để nghỉ ngơi, củng cố lực lượng, sau đó tiếp tục bước vào chiến đấu. Vào ngày 26 tháng 10, một số đơn vị Nga xuất phát từ hướng Yolota-Niva ở cánh tây Uleda tổ chức đột kích về phía Bắc, thu hẹp đáng kể vùng đệm và mục tiêu trực tiếp là thị trấn Satatsky nằm trên đường cao tốc O-0510, cách làng Yolota-Niva 9 km. Vào ngày 27 tháng 10, một đợt đột kích quy mô lớn đã được lực lượng Moscow phát động và không chỉ công phá vào một mục tiêu. Thay vào đó, nhóm Vostok được chia thành 3 mũi và đồng thời tiến hành cuộc tấn công cùng lúc vào 3 thị trấn Satatsky, Novokranka và Bohojelenka. Rõ ràng đây không phải là một hành động chiến thuật nhỏ lẻ mà là một kế hoạch chiến đấu ở cấp độ chiến dịch của quân đội Nga. Lực lượng Kiev ở Nam Donetsk đã kiệt sức sau những trận đánh kéo dài, nhanh chóng vỡ trận để đối phương kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ chỉ bằng một đòn đánh. Điều đáng nói là trong cuộc chiến giành Uleda, lực lượng Nga phải mất 2 năm và chịu thiệt hại rất lớn. Nhưng cuộc giao tranh ở 3 thị trấn trên rất gần Uleda chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 3 đến 4 ngày. Điều này không phải vì quân đội Ukraine không kiên quyết chống trả, mà đó là sự sụp đổ liên hoàn theo hiệu ứng domino. Đến cuối tháng 10, nhóm Vostok không chỉ cơ bản kiểm soát 3 khu định cư này, mà còn san bằng khoảng trống giữa các mũi xung kích, toàn bộ khu vực kiểm soát, đối phương bị đẩy về phía Bắc một cách đáng kể. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ban đầu hy vọng rằng sau khi Uleda thất thủ thì tuyến đường O-0510 có thể định hình lại phòng tuyến ở hướng Nam Donetsk. Nhưng giờ đây mặt trận thay đổi quá nhanh, đe dọa không chỉ mặt trận Nam Donetsk mà còn cả các hướng khác. Tại các thị trấn có dân số hơn 1.000 người trước xung đột, quân đội Ukraine thường cầm cự được trong nhiều tháng. Tuy nhiên, ở 3 thị trấn ở Nam Donetsk, họ đã không thể cầm cự được quá một tuần. Sau khi nhóm Vostok chiếm được 3 khu định cư này, họ tiếp tục đẩy mạnh tiến công kiểm soát về phía Bắc. Rõ ràng là quân đội Nga không có ý định dừng lại ở đó. Sau khi tấn công thị trấn Satatsky, một đơn vị thuộc nhóm Vostok nhanh chóng phát triển tấn công xa hơn về phía Bắc, chiếm được Jasna Polyana và nắm quyền kiểm soát ngôi làng quan trọng trong khu vực rất thưa dân sinh sống này. Trong trận đánh đầu tháng 11, nhóm Vostok trên hướng Đông Uleda cũng tích cực chiến đấu, phát triển về phía Bắc và chiếm làng Masimika nằm ở phía Bắc thị trấn Novokaranka. Masimika và Jasna Polyana mặc dù chỉ là những ngôi làng nhỏ, nhưng chúng còn có thể được dùng làm bàn đạp và là đầu cầu cho các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng Moscow lên hướng Bắc. Điều quan trọng hơn đó là việc lực lượng Nga đã vượt qua trục đường O-0510. Như vậy, chỉ trong khoảng 10 ngày, nhóm Vostok đã tiến hơn 10 km về phía Bắc, tốc độ tương đối nhanh trong bối cảnh chiến tranh giành vị trí. Hiện tại, lực lượng Nga đã cắt đứt đường giao thông trực tiếp giữa thị trấn chiến lược Veliky Novosinka và thành phố Kulakhovi, đẩy đối phương tại đây vào thế nguy ngập. Chưa hết, sau khi chiếm làng Jasna Polyana, quân đội Nga nhanh chóng phát triển về phía Bắc. Hiện tại, mũi thọc sâu đã tiến tới phía nam làng Joli. Cũng như vậy, mũi xung kích thuộc nhóm Vostok hiện chỉ cách tuyến đường cao tốc chiến lược H-15 chỉ khoảng 2 km, trực tiếp uy hiếp tuyến đường hậu cần duy nhất còn lại cho cụm cứ điểm Kurakhovi. Việc Nga tiến nhanh ở phía nam Donetsk sẽ có 3 tác động lớn đến tình hình chiến trường.
Thứ nhất, đó là quân đội Nga đã xuất hiện ở phía đông thị trấn Velika Novosinka và thiết lập thế trận hoàn chỉnh, đặt một phần nền tảng cho trận chiến giải quyết thị trấn chiến lược này trong tương lai. Thứ hai, quân đội Nga bất ngờ xuất hiện ở phía nam sông Sukhijali, khu vực hiện có hơn 10 ngôi làng nằm rải rác dọc sông. Việc hạ gục từng ngôi làng khỏi một mặt trận phòng thủ là điều hiển nhiên, nhưng hiện tại nhóm Vostok rõ ràng làm tốt hơn, khi họ có thể giành quyền kiểm soát chỉ trong một đòn tấn công. Thứ ba, pháo đài lớn nhất còn lại của AFU trong toàn vùng Nam Donetsk là thành phố Kulakovi, với dân số trước chiến sự là 46.000 người. Tuyến phòng thủ chính nằm ở phía đông và đang đối đầu với cụm quân phía nam của lực lượng Moscow. Phía bắc Kurakovi có hồ chứa Kurakoskoi rất lớn và trên nữa là tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine trên sông Vocha. Hiện nay, AFU đã mất tuyến phòng thủ trên sông này. Trong thời gian tới, Kurakovi sẽ là nơi giao tranh sôi động nhất trên toàn chiến trường. Nếu quân đội Nga cắt được đường H-15 ở Ralip, cách thành phố 20 km, và mỗi tấn công nữa từ Selidovo diễn ra đúng tiến độ, lực lượng Kiev sẽ bị nhốt trong một cái túi cực lớn và đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông Trump đã có bài phát biểu chiến thắng tại trung tâm hội nghị ở bang Florida trước những người ủng hộ. Ông Trump tuyên bố giành chiến thắng. Ông Trump đã xuất hiện trên sân khấu trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, Florida và được tuyên bố là tổng thống đắc cử. Xuất hiện cùng ông là vợ, bà Melania Trump cùng các con, cùng với phó tướng J.D. Vance. Vài phút trước đó, vào lúc 14 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam, hãng tin Reuters đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố ông Donald Trump là tổng thống đắc cử. Ông Mike Johnson nhấn mạnh các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẵn sàng và đã chuẩn bị để hành động ngay lập tức theo chương trình America First của ông Trump. Ông Trump đã giành được 277 phiếu đại cử tri sau khi thắng thêm tại nhiều bang chiến trường như Pennsylvania, vượt ngưỡng 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống. Trong khi đó, bà Harris chỉ giành được 226 phiếu. Tại trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, bang Florida, nơi ông Trump dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu, đám đông đã hò reo USA, USA, USA khi đài Fox News tuyên bố ông là người chiến thắng. Ông Donald Trump, 78 tuổi, sẽ trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Đây cũng là nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump sau nhiệm kỳ đầu tiên năm 2016, năm 2020. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng USD tăng mạnh khi ông Trump dẫn trước bà Harris. Đồng bạc xanh đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh so với hầu hết đồng tiền quy đổi khác trên thế giới khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đi đến hồi kết. Đồng bạc xanh đã tăng kỷ lục 2,7% so với đồng peso Mexico, đồng thời tăng mạnh so với các đồng tiền quy đổi khác như franc Thụy Sĩ, yên Nhật và nhân dân tệ Trung Quốc. Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh cũng tăng hơn 1,6% lên vùng 105 điểm. Trong khi đó, tỷ giá quy đổi đồng euro và USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 7, còn 1,0762 USD trên euro. Sức mạnh đồng USD tăng cao trong bối cảnh kết quả bầu cử Mỹ đang dần đi đến hồi kết với việc ông Donald Trump đang giành chiến thắng trước bà Harris. Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi chặt chẽ thị trường ngoại hối vì đây là một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất và vẫn mở cửa khi kết quả bầu cử được công bố. Các nhà giao dịch kỳ vọng thành công của ông Trump và Đảng Cộng Hòa có thể đẩy đồng USD lên cao hơn. Về mặt lý thuyết, các đề xuất của ông Trump liên quan đến việc tăng thuế đối với các đối tác thương mại lớn sẽ giúp sức mạnh của đồng USD tăng lên. Thuế thương mại giúp phát triển các hoạt động kinh doanh nội địa và giảm nhập khẩu của Mỹ. Chúng tôi tin rằng những tác động này sẽ giúp các công ty quy mô nhỏ có xu hướng tập trung vào thị trường trong nước và làm tăng giá trị trao đổi của đồng USD. Christopher, trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu tại Wells Fargo, cho biết. Trước đó, đồng USD đã có xu hướng gia tăng mạnh trong thời gian chuẩn bị cho ngày bầu cử, dù có ghi nhận những phiên giảm. Xét trong tháng 10, chỉ số USD Index đã tăng hơn 3%. Ông Chris Turner, giám đốc thị trường toàn cầu, cho biết những người tham gia thị trường cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ông Trump thắng cử. Tại thị trường Việt Nam vào ngày 6 tháng 11, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước đưa ra ở mức 24.258 đồng trên một USD, tăng 10 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ cộng trừ 5%, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 25.470 đồng trên một USD và tỷ giá sàn là 23.045 đồng trên một USD. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện niêm yết tỷ giá tham khảo đồng bạc xanh ở mức 23.400 đến 25.450 đồng trên một USD. Tại các ngân hàng, giá bán USD hôm nay cũng đồng loạt tăng so với cuối phiên liền trước, hiện neo chắc chắn ở mức trần 25.470 đồng trên một USD.
Ở chiều mua, giá USD ngân hàng chủ yếu tăng 20-67 đồng. Người Việt ở Mỹ trắng đêm chờ kết quả, xe in hình ông Trump chạy khắp phố. Vào rạng sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Mỹ, nhiều người gốc Việt vừa tham gia bầu cử tổng thống đã thức trắng đêm, hồi hộp chờ kết quả cuộc chạy đua giữa ông Donald Trump và bà Harris. Trước khi diễn ra bỏ phiếu chính thức, các chiến dịch vận động tranh cử thường xuyên được tổ chức kéo dài nhiều tháng, thu hút hàng nghìn người tham gia. Những chiếc xe buýt có dán hình ứng viên tổng thống và phó tổng thống liên tục chạy qua các khu phố với hy vọng thu hút thêm lá phiếu của cử tri. Trước đây, Florida là bang chiến trường, giằng co giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong mỗi kỳ bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, cử tri nơi đây nghiêng về phía đảng Cộng hòa. Nhiều người Mỹ trong những ngày này sẽ ăn ngủ cùng chiếc TV bởi đây là phương tiện cập nhật thường xuyên thông tin về cuộc bầu cử trước khi đi vào thời khắc quyết định. Người Mỹ rất quan tâm đến cuộc bầu cử, họ cũng thận trọng đưa ra quyết định lựa chọn, ủng hộ ai. Các thông tin từ truyền hình cho thấy, người Mỹ mong đợi ứng viên làm tổng thống sẽ mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của họ và cho nước Mỹ. Ở một góc độ xa hơn, người nắm giữ vị trí tổng thống của nước Mỹ cũng sẽ làm thay đổi phần nào cục diện thế giới. Bà Harris hủy bài phát biểu do lo ngại kết quả bầu cử. Phó Tổng thống Harris đã hủy bài phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Washington, D.C. sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng tại Georgia và Bắc Carolina, hai bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Drickman, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, đã nói với đám đông tại Đại học Howard rằng Phó Tổng thống sẽ không phát biểu trước công chúng cho đến cuối ngày hôm nay. Quyết định giữ im lặng đi kèm với sự thay đổi lớn về tâm trạng của các trợ lý chiến dịch, những người ủng hộ bà và các quan chức đảng Dân Chủ khi ông Donald Trump đã chiến thắng và trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Quan hệ Việt-Mỹ vẫn sẽ mạnh mẽ sau bầu cử Tổng thống Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định, có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Washington DC về thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao. Quan hệ Việt Nam-Mỹ đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự ủng hộ của lưỡng đảng. Nói lưỡng đảng nghĩa là bất kể đó là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa đều luôn ủng hộ mối quan hệ Việt Nam-Mỹ suốt 30 năm qua. Đại sứ Knapper khẳng định, ông khẳng định cả hai đảng này và chính phủ Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Vì vậy, bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử hôm nay, mối quan hệ bền chặt giữa hai nước chúng ta sẽ vẫn duy trì và phát triển mạnh mẽ. Cử tri Mỹ, giống như nhiều người khác trên thế giới, mong muốn sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Khi được hỏi về những thách thức của tân Tổng thống, ông Knapper đã khéo léo uyển chuyển rằng hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả để biết các khó khăn mà chủ nhân mới của Nhà Trắng có thể gặp phải là gì. Câu trả lời của vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam nằm trong nỗ lực phòng hờ nhằm trấn an các nước đối tác và đồng minh của Mỹ trên thế giới trước những diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Đại sứ Knapper khẳng định, chúng tôi ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Chúng tôi ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng hệ thống chính trị của nhau. Đây là những điều sẽ không thay đổi. Đây là những điều cơ bản đối với mối quan hệ của hai nước chúng ta. Năm 2025, đánh dấu kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, cũng là năm Mỹ sẽ có một tổng thống mới. Khi được hỏi về điều này, Đại sứ Knapper cho rằng năm 2025 sẽ là dịp để cả hai nước cùng nhau suy nghĩ về các mục tiêu, lợi ích chung. Có rất nhiều điều hai nước đang cùng nhau làm việc, từ xây dựng nền kinh tế thu nhập cao dựa trên công nghệ cao, nền kinh tế xanh hay đào tạo lực lượng lao động bán dẫn. Đây là những điều mà Việt Nam mong muốn và cũng là những điều mà Mỹ ủng hộ, kề vai sát cánh cùng Việt Nam. Vì vậy tôi hy vọng rằng năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều tiến bộ hơn nữa trên nhiều nền tảng mà cả hai bên đã xây dựng được, ông Knapper bày tỏ. Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nhiệm kỳ 2025-2029 sẽ sớm được công bố. Chiến thắng của ông Donald Trump có thể tạo ra những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ, tác động trực tiếp đến khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, so với các khu vực khác trên thế giới như châu Âu, châu Mỹ và Trung Quốc, khả năng cao là Đông Nam Á và Việt Nam sẽ ít chịu ảnh hưởng nhiều từ chính quyền nhiệm kỳ 2 của ông Donald Trump. Cho đến nay, các động thái trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đều cho thấy rằng Đông Nam Á không phải là ưu tiên ngoại giao hàng đầu của ông, và điều này sẽ vô tình tạo điều kiện cho các bộ phận khác trong hệ thống chính trị Mỹ, bao gồm Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, để dẫn đầu chiến lược trong khu vực theo cách có tính toán, có kỹ trị hơn. Sau đây là một số kịch bản và chiến lược mà Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức nước này có thể đang tính đến. Đầu tiên đó là đảm bảo tiếp tục hỗ trợ vũ khí và tài chính. Trong suốt nhiệm kỳ trước đó của mình, ông Trump từng đặt dấu hỏi về việc Mỹ hỗ trợ Ukraine và cho rằng các nước châu Âu nên đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev. Nếu ông Trump chiến thắng, có khả năng ông sẽ tiếp tục gây áp lực buộc các quốc gia NATO, đặc biệt là các nước châu Âu phải tăng cường đóng góp.
Do đó, chính quyền Zelensky có thể sẽ đẩy mạnh ngoại giao với các nước đồng minh ở châu Âu để đảm bảo rằng sự hỗ trợ vũ khí và tài chính sẽ được tăng cường từ các nguồn này trong trường hợp Mỹ giảm bớt đóng góp. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky và chính quyền của ông có thể sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với Đảng Cộng hòa Mỹ, đặc biệt là với những nghị sĩ ủng hộ viện trợ Ukraine. Điều này có thể bao gồm các chuyến thăm cấp cao tới Mỹ, các cuộc họp mặt với các nhà lập pháp quan trọng và tạo ra các kênh liên lạc trực tiếp nhằm giải thích cho các nhà lập pháp Mỹ về sự quan trọng của việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nỗ lực này sẽ giúp Ukraine bảo đảm rằng viện trợ không bị cắt giảm quá mức nếu có sự thay đổi trong chính sách của Donald Trump. Nếu Mỹ giảm bớt sự hỗ trợ trực tiếp, Ukraine có thể chuyển hướng sang các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới để tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính và tái thiết. Các tổ chức này có thể giúp Ukraine giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ và tạo ra những kênh hỗ trợ ổn định hơn từ cộng đồng quốc tế. Với khả năng cựu Tổng thống Trump có thể yêu cầu giảm sự hỗ trợ từ Washington, Ukraine cũng có thể đang cân nhắc các chiến lược xây dựng khả năng phòng thủ độc lập. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư nhiều hơn vào sản xuất vũ khí trong nước và tìm kiếm nguồn cung từ các quốc gia khác ngoài Mỹ như Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này không chỉ giúp Ukraine giảm sự phụ thuộc vào Mỹ mà còn tăng cường khả năng tự bảo vệ trước các mối đe dọa từ Nga. Thứ hai đó là kêu gọi tài trợ. Ukraine có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các quỹ từ thiện quốc tế. Những nguồn hỗ trợ này có thể đóng góp vào dự án tái thiết và nhân đạo giúp Ukraine duy trì các dịch vụ cơ bản cho người dân trong khi tiếp tục cuộc chiến với Nga. Một trong những điểm nổi bật trong quan điểm của ông Trump là khả năng đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Nga Putin. Chính quyền Zelensky có thể đang chuẩn bị các phương án cho trường hợp ông Trump thúc đẩy Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình. Để chuẩn bị cho kịch bản này, Ukraine có thể sẽ đưa ra các yêu cầu cơ bản và lập trường rõ ràng về các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát nhằm bảo vệ lợi ích và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong mọi cuộc đàm phán. Ngoài việc duy trì quan hệ tốt với Mỹ, Ukraine sẽ tiếp tục củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống khác như Anh, Canada và Liên minh châu Âu. Điều này giúp bảo đảm rằng nếu có sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, Ukraine vẫn có sự hỗ trợ cần thiết từ cộng đồng quốc tế để tiếp tục bảo vệ chính quyền và đẩy lùi các cuộc tấn công từ phía Nga. Trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng, Ukraine đang chuẩn bị các phương án ứng phó linh hoạt để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Bằng cách đa dạng hóa nguồn hỗ trợ quốc tế, tăng cường tự lực phòng thủ và duy trì ngoại giao chủ động, chính quyền Zelensky hy vọng sẽ giữ vững được sự hỗ trợ cần thiết để tiếp tục cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ trước những thách thức lớn từ Nga. Nền tảng X của vị tỷ phú Elon Musk đạt được lượng sử dụng kỷ lục trong ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thông qua bài đăng trên tài khoản cá nhân, Elon Musk cho biết X vừa đạt kỷ lục truy cập của nền tảng, đính kèm với bài đăng là biểu đồ thời lượng người dùng tại Mỹ dành cho mạng xã hội của ông. Trong đó, đường màu đỏ biểu thị cho số liệu vào ngày 5 tháng 11, cao vượt trội so với những ngày thứ ba trước đó. Khởi điểm ở mức khoảng 3 tỷ giây sử dụng mỗi giờ từ nửa đêm, chỉ số tăng dần khi mặt trời mọc ở Mỹ. Kỷ lục được xác lập với khoảng 6 tỷ giây người dùng truy cập ứng dụng vào khoảng 22-23 giờ, theo giờ Washington. Ông chủ mạng xã hội không công bố chính xác lưu lượng truy cập trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo tuyên bố của Elon Musk, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trên X. Kỷ lục về truy cập mạng xã hội này trước đó được xác lập vào hôm 15 tháng 7 khi ông Trump bị ám sát hụt ở đợt vận động tranh cử. Musk cho biết người dùng toàn cầu đã dành khoảng 417 tỷ giây để truy cập X, riêng tại Mỹ là 93 tỷ. Tuy nhiên, tính chính xác trong những thông tin mà ông chủ X chia sẻ vẫn bị nghi ngại. Cụ thể trước đó, mạng xã hội này cho biết họ có 250 triệu người dùng hoạt động hàng ngày với thời gian trung bình là 30 phút. Tuy nhiên, nếu chia 417 tỷ giây nói trên cho toàn bộ khách hàng, mỗi tài khoản chỉ mở khoảng 27 phút. Hồi tháng 3, tài khoản chính thức của X cũng chia sẻ báo cáo về chỉ số hoạt động với khoảng 8 tỷ phút sử dụng mỗi ngày từ người dùng. Tuy nhiên, kỷ lục 417 tỷ giây chỉ bằng gần 7 tỷ phút, thấp hơn cả trước đó. Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX là một trong số những tỷ phú công khai ủng hộ Donald Trump trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ. New York Times gọi hành động này là bước đi được ăn cả, ngã về không của vị tỷ phú. Ông không ngần ngại gắn liền danh tiếng và ảnh hưởng của mình với cựu Tổng thống Mỹ. Musk không chỉ đưa ra quan điểm chính trị trên nền tảng mạng xã hội của mình là X, trước đây là Twitter, mà còn tham gia các buổi vận động tranh cử và đóng góp tài chính vào chiến dịch của ông Trump. Chúng ta sẽ đưa chính phủ ra khỏi túi tiền và cuộc sống của các bạn, Musk phát biểu trong một sự kiện của Trump tại Madison Square Garden. Điều gì quyết định kết quả bầu cử Mỹ và vì sao tỷ lệ lại xít sao như vậy?
Chưa bao giờ trong lịch sử chính trị Mỹ gần đây, kết quả của một cuộc bầu cử tổng thống lại khó đoán đến như vậy. Trong khi các cuộc bầu cử trước đây từng được quyết định một cách xít sao, khi chiến thắng năm 2000 của ông George Bush trước ông Al Gore chỉ cách vài trăm phiếu bầu ở Florida, thì vẫn luôn có một vài cảm nhận về việc hướng đi của cuộc đua sẽ thay đổi trong những ngày cuối cùng. Đôi khi như năm 2016, cảm nhận đó là sai. Vào năm đó, các cuộc thăm dò dư luận đã đánh giá quá cao sức mạnh của bà Clinton và không phát hiện ra động thái đột phá có lợi cho ông Trump vào phút chót. Tuy nhiên lần này, tất cả các mũi tên đều chỉ theo những hướng khác nhau, không ai có thể đưa ra dự báo chắc chắn theo bất kỳ cách nào. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng đều nằm trong biên độ sai số cả trên toàn quốc và ở 7 bang chiến trường quan trọng, có thể quyết định đến kết quả cuộc bầu cử. Nếu chỉ dựa trên số liệu thống kê và quy mô mẫu, thì điều đó có nghĩa là bất kỳ ứng viên nào cũng có thể dẫn trước. Chính sự không chắc chắn này khiến các chuyên gia chính trị và các chiến lược gia vận động tranh cử đều bối rối. Đã có một số bất ngờ khi một cuộc khảo sát được đánh giá cao gần đây về Iowa, vốn nghiêng về Đảng Cộng Hòa, đã cho thấy bà Harris dẫn trước một cách bất ngờ. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận lớn và các mô hình dự báo diễn giải chúng đều cho thấy đây là một trò chơi tung đồng xu. Chỉ vì kết quả của cuộc bầu cử này không chắc chắn, điều đó không có nghĩa là kết quả thực tế sẽ không mang lại tính quyết định. Nếu các mô hình tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sai và nhiều phụ nữ hoặc nhiều người dân sống ở nông thôn hoặc nhiều cử tri trẻ tuổi bất mãn hơn đi bỏ phiếu, thì điều đó có thể thay đổi đáng kể đến kết quả cuối cùng. Ngoài ra cũng có những bất ngờ trong các nhóm cử tri quan trọng. Ông Trump bắt đầu bài phát biểu của mình bằng một thông điệp tương đối ngắn gọn rằng ông sẽ thực hiện lời hứa trấn áp nhập cư và hướng tới kỷ nguyên thịnh vượng lịch sử của Mỹ. Sau khi các kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Trump đã giành được 277 phiếu đại cử tri, đánh bại bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump đã nói rằng nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ. Bước lên sân khấu ở Florida, nơi có đông người ủng hộ sẵn sàng chờ đợi ông để ăn mừng chiến thắng cách biệt, ông Trump đã nói lời cảm ơn những người ủng hộ ông trên khắp nước Mỹ. Chúng ta có hàng ngàn người bạn trong phong trào đáng kinh ngạc này, đây là một phong trào chưa từng thấy trước đây, và thành thật mà nói, tôi tin rằng đây là phong trào chính trị vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông Trump nói ở West Palm Beach, chúng tôi sẽ giúp đất nước chúng ta chữa lành, ông Trump nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi sẽ đưa trở lại một nước Mỹ mạnh mẽ, an toàn, thịnh vượng mà con em chúng ta xứng đáng có được và các bạn xứng đáng có được. Đây thực sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, ông nói. Sau đó ông ca ngợi chiến thắng về số phiếu phổ thông, mặc dù số phiếu bầu toàn quốc cuối cùng sẽ không được công bố trong nhiều ngày tới. Ông Trump đồng thời ca ngợi Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng viện. Sau kết quả ngày hôm nay, đảng này kiểm soát 51 ghế trong viện 100 ghế. Ông Trump cũng tuyên bố Đảng Cộng Hòa đang trên đường giành chiến thắng tại Hạ viện, mặc dù kết quả kiểm soát cơ quan này có thể sẽ không tiết lộ trong nhiều ngày tới. Trong bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, ông Zelensky đều khó có thể giành lại bán đảo Crimea hoặc khu vực Donbass hoặc nhận được tiền bồi thường cho những thiệt hại to lớn đã gây ra cho đất nước của ông ấy. Nhà phân tích người Anh Whisley nhận định, theo giới phân tích, ông Trump có thể cũng tuyên bố chặn hỗ trợ tài chính cho Kiev nhằm ép buộc chấm dứt chiến tranh. Việc ông Trump cắt ngay lập tức tài trợ cho Ukraine sẽ là một kịch bản cực đoan, nhưng đó là một kịch bản hợp lý vì chính trị gia này nổi tiếng là người khó đoán. Đồng thời, các chuyên gia đồng ý rằng Ukraine phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn trong bối cảnh sự hỗ trợ của phương Tây suy yếu và nguồn tài trợ suy yếu. Và nếu ông Trump thắng, có thể gọi điện cho Tổng thống Putin ngay ngày hôm sau cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là điều nguy hiểm nhất. Chiến thắng của ông Donald Trump có thể dẫn đến việc ông ấy sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Putin sớm nhất là vào ngày 6 tháng 11. Bất kỳ cuộc gọi nào như vậy sẽ làm tăng kỳ vọng về một giải pháp thương lượng và các cuộc thảo luận có thể bắt đầu trong những tháng đầu của năm 2025. Whisley nói, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ được đại diện bởi Phó Tổng thống Harris và Đảng Cộng Hòa do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Cuộc bỏ phiếu quyết định sẽ diễn ra ở các bang xung đột mà không bên nào dẫn trước rõ ràng. Năm nay các bang này bao gồm Arizona, Wisconsin, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và North Carolina. Bộ Quốc phòng Nga cho biết kế hoạch tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk là nhằm chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang tiếp tục nghiên cứu các tài liệu về hành vi nghiêm trọng của Ukraine trong các vấn đề liên quan đến an toàn bức xạ. Trung tướng Igor Kurilov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học thuộc lực lượng vũ trang Nga, đã tuyên bố điều này trong cuộc họp giao ban của Bộ Quốc phòng Nga. Theo ông, chỉ riêng trong năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 49 cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Bình luận về những hành động gây hấn gần đây của Kiev, tướng Kirillov cho rằng một trong những mục tiêu ưu tiên trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào lãnh thổ vùng Kursk là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk, một trong ba nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Nga, nằm trên bờ sông Siem, cách thành phố Kursk khoảng 40 km về phía tây. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, trong đó trước khi lập kế hoạch hoạt động quân sự của chính quyền Kiev ở Kursk đã tính tới việc chỉ có Liên bang Nga sẽ bị nhiễm phóng xạ trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ông nói thêm rằng hậu quả của hành động này sẽ lớn hơn nhiều. Bởi xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, một vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn sẽ dẫn đến việc chất độc phóng xạ sẽ lan rộng ra một khu vực rộng lớn ở châu Âu, như trường hợp của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ngoài ra, theo ông Kirillov, các quan chức chính quyền Kiev vẫn chưa từ bỏ ý tưởng chế tạo cái gọi là vũ khí hạt nhân cấp độ thấp, tức là bom bẩn. Mặc dù hiện tại Kiev thiếu tiềm năng kỹ thuật và cơ sở chế tạo sản xuất để tạo ra vũ khí hạt nhân, nhưng khả năng hiện có hoàn toàn cho phép Kiev tạo ra bom bẩn. Để tạo ra các thiết bị như vậy, có thể sử dụng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, nguồn phóng xạ công nghiệp và hiệu chuẩn. Trung tướng Igor Kirillov nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine đang tránh cung cấp cho các chuyên gia IAEA toàn quyền tiếp cận tất cả các đối tượng nằm trong khu vực, loại trừ cơ sở hạt nhân cũ Chernobyl, đồng thời cũng đang trì hoãn việc nộp báo cáo chi tiết về số lượng và tình trạng chất thải phóng xạ nằm ở đó. Người đứng đầu cơ quan này cho biết rằng Bộ Quốc phòng Nga cùng các cơ quan hành pháp liên bang liên quan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình bức xạ, hóa học, sinh học, cũng như phân tích các mối đe dọa hạt nhân từ Ukraine và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ không cho phép chính quyền Kiev thực hiện chương trình hạt nhân của riêng mình. Ông Rogov cho biết chiến thuật được cải tiến trong hành động của quân đội chúng ta trên tiền tuyến dẫn đến thực tế là lính quân đội Ukraine nhận ra họ sẽ bị bao vây và bắt giữ nên rời bỏ vị trí của mình hàng loạt. Đặc biệt, theo ông, khi tiến về phía trước, quân đội Nga không sử dụng các đòn tấn công trực diện mà đi vòng sang hai bên sườn để bao vây buộc quân Ukraine phải bỏ chạy, thường bỏ lại các thiết bị quân sự và vũ khí. Rogov nói, đây là lý do tại sao chúng ta thấy tốc độ tấn công khá cao ở Donetsk và giải phóng ngày càng nhiều khu định cư. Truyền thông Nga gắn những thành công quân sự mới nhất của Nga trong khu vực chiến dịch đặc biệt với chiến lược có tên gọi là tấn công thác nước. Tuy nhiên, thực ra không hề có thuật ngữ quân sự đặc biệt nào như vậy, các chuyên gia nói, đồng thời đưa ra tầm nhìn của họ về ngụ ý hàm chứa trong tên gọi của chiến lược này. Chuyên gia quân sự, đại tá đã nghỉ hưu Anatoly Mavichuk giải thích rằng lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng hiệu quả một chiến lược được gọi là hệ thống tấn công phức hợp. Cách tiếp cận này mà các nhà báo gọi là cuộc tấn công thác nước kết hợp đòn hỏa lực phối hợp về thời gian và địa điểm với những cuộc tấn công mặt đất vào phía sau và hai bên sườn của đối phương. Ông lưu ý, theo lời chuyên gia, trước khi sử dụng chiến thuật như vậy, quân Nga đã cố gắng giáng đòn tấn công trực diện vào đối phương, nhưng như vậy gây ra nhiều tổn thất về nhân sự. Chiến lược này hiện đang tạo điều kiện cho quân Nga đẩy đối phương vào thế bị cô lập về mặt chiến thuật, sau đó sẽ từng bước củng cố vòng vây, gia tăng thành phong tỏa toàn diện, và đối phương đứng trước hai sự lựa chọn, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Đại tá Mavichuk nói, ông nhắc rằng cách hành binh tương tự đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Oleda và những diễn biến sự kiện gần đây ở hướng Nam Donetsk. Sau khi những thành công quân sự mở ra con đường tới Poros ở phía tây Donetsk, quân Nga đã sử dụng chiến thuật tương tự một cách có hệ thống. Chiến lược như vậy liên kết các cuộc tấn công giáng vào ổ hỏa lực, phương tiện phòng ngự và hệ thống kiểm soát của đối phương ở phía sau và hai bên sườn, chuyên gia Anatoly Mavichuk nêu rõ. Ông Andrei Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho hay, quân đội Triều Tiên đã hứng chịu hỏa lực tại tỉnh Kursk của Nga. Các nhóm quân Triều Tiên đầu tiên đã hứng chịu hỏa lực từ phía Ukraine tại Kursk, ông Kovalenko thông báo. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa quân đội Ukraine và các nhóm quân Triều Tiên tại biên giới Nga. Hiện chưa rõ về bối cảnh và hậu quả của cuộc tập kích. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood cho hay Mỹ nhận được thông tin rằng 8.000 quân Triều Tiên đã tập hợp tại Kursk. Tới ngày hôm nay, Lầu Năm Góc thông báo con số này đã tăng lên ít nhất 10.000 quân. Thiếu tướng Patrick Reeder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, có dấu hiệu cho thấy quân đội Triều Tiên sẽ cung cấp khả năng chiến đấu hoặc hỗ trợ chiến đấu cho lực lượng Nga. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Nga đã trang bị vũ khí bộ binh cho lực lượng Triều Tiên tại Kursk. Cụ thể, các nhóm lính Triều Tiên được cung cấp súng cối 60mm, súng trường AK-12, súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng có điều khiển Phoenix và súng phóng lựu chống tăng cầm tay. Họ cũng được trang bị một số thiết bị nhìn vào ban đêm, máy ảnh nhiệt, kính ngắm chuẩn trực và ống nhòm. Trong khi đó, Nga và Triều Tiên đều đưa ra phản ứng tương tự nhau khi không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận việc Bình Nhưỡng điều quân sang Nga.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia đã chất vấn rằng tại sao các đồng minh của Nga như Triều Tiên lại không giúp đỡ Moscow chống lại Ukraine, trong khi các nước phương Tây tuyên bố họ có quyền giúp cho Kiev. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Song Kim thì tuyên bố rằng nếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Nga bị đe dọa bởi những nỗ lực nguy hiểm liên tục của Mỹ và phương Tây, và nếu chúng tôi cho rằng chúng tôi nên đáp trả họ bằng điều gì đó, thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cần thiết. Trong một diễn biến liên quan khác, tờ Korea Herald dẫn thông tin từ các quan chức quân sự và cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết, quyết định của Triều Tiên về việc điều quân tới Nga chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dường như dựa trên tính toán cho rằng chiến thắng của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể dẫn tới kết thúc sớm cho cuộc xung đột Ukraine. Nước Mỹ dưới thời Trump có thể sẽ rút khỏi xung đột Ukraine. Điều này sẽ làm suy yếu một trong những trụ cột chính của cấu trúc tương tự như thời chiến tranh lạnh mà Triều Tiên đã nỗ lực xây dựng trong những năm gần đây, thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Moscow. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định. Cơ quan này cũng báo cáo với Quốc hội Hàn Quốc rằng mỗi binh sĩ Triều Tiên được cử đi chiến đấu cho Nga sẽ nhận mức lương là 2.000 USD mỗi tháng. Ngoài quân đội, hiện có khoảng 4.000 công nhân Triều Tiên ở Nga với mức lương trung bình là 800 USD mỗi tháng. Bên cạnh đó, theo giới chức Hàn Quốc, những khó khăn trong lĩnh vực tài chính và lương thực của Triều Tiên phần lớn đang được giải quyết thông qua những khoản thù lao của Nga cho đóng góp của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột. Trước đó, Nga từng gửi cho Triều Tiên 50.000 đến 60.000 tấn gạo. Ông Wee Sung Lak, thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc cho rằng, trong thời gian tới, Nga hoàn toàn có khả năng cung cấp cho Triều Tiên 600.000 đến 700.000 tấn gạo. Tuần trước, cơ quan tình báo báo cáo với Quốc hội Hàn Quốc rằng Nga đang giúp Triều Tiên phát triển công nghệ vũ trụ tiên tiến, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tìm cách phóng một vệ tinh do thám quân sự khác. Sự xuất hiện của lính Triều Tiên ở Nga, nếu đúng như vậy, được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, nhấn mạnh, ông Guterres rất quan ngại trước các báo cáo cho biết quân đội Triều Tiên hiện đang ở Nga. Tuyên bố viết, điều này sẽ thể hiện sự leo thang rất nguy hiểm của cuộc chiến ở Ukraine. Mọi việc phải được thực hiện để tránh bất kỳ hành động quốc tế hóa nào đối với cuộc xung đột này. Ngôn từ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres nhấn mạnh vào hai khái niệm chính đối với vai trò ngày càng tăng của Triều Tiên trong cuộc chiến Nga-Ukraine là sự leo thang nguy hiểm và quốc tế hóa cuộc xung đột tại Ukraine. Quả thật, sự xuất hiện của binh lính Triều Tiên, nếu đúng như vậy, được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Phát biểu tại Tổng hành dinh Bruxelles, người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, Mark Rutte, gọi động thái này là sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến Ukraine. Cho đến nay, các quốc gia phương Tây vẫn đang cố gắng kiềm chế chính thức đưa quân đội hỗ trợ cho Ukraine với e ngại leo thang chiến tranh và mở rộng cuộc xung đột. Khối NATO, bất chấp những bất đồng nội bộ bên trong về cách xử lý xung đột Ukraine, cho đến nay đã từ chối với bất kỳ đề xuất nào có thể mở rộng cuộc xung đột khốc liệt ở Ukraine. Cuộc chiến tranh trên bộ được coi là lớn nhất ở châu Âu kể từ nửa sau thế kỷ 20 sang các nước khác. Nếu binh lính Triều Tiên xuất hiện trong những ngày tới ở khu vực chiến sự Ukraine, thì làn danh đỏ đã bị vượt qua khi đây không chỉ là cuộc xung đột đẫm máu giữa binh lính Nga và Ukraine, mà còn của bên thứ ba. Các quốc gia ủng hộ một trong hai bên có thể gửi quân tham chiến, giống như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề xuất. Trong trường hợp xấu nhất, nó có nguy cơ biến một cuộc chiến ở châu Âu thành một cuộc xung đột toàn cầu bao trùm khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và tiếp đó có thể là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Trong khi chờ đợi phản ứng mạnh mẽ hơn của NATO, việc Triều Tiên triển khai quân chiến đấu để hỗ trợ Tổng thống Nga Putin có nguy cơ lôi kéo Hàn Quốc vào cuộc xung đột. Trước đây, Seoul cố gắng tránh liên quan sâu vào cuộc xung đột Ukraine bằng cách chỉ giới hạn viện trợ nhân đạo cho Kiev và được cho là miễn cưỡng bán cho Mỹ 1 triệu quả đạn pháo để chuyển tiếp cho Ukraine. Tuy nhiên, một sự dịch chuyển chính sách của Hàn Quốc đã diễn ra. Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào tuần trước, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã mô tả sự ủng hộ của Triều Tiên đối với nỗ lực chiến tranh của Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và tuyên bố sẽ can thiệp vào Ukraine để đáp trả. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng mạnh mẽ phát biểu trong một cuộc họp báo, nếu Triều Tiên cử lực lượng đặc biệt tới cuộc chiến Ukraine như một phần của hợp tác Nga-Triều, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine theo từng giai đoạn, đồng thời xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù các quan chức phương Tây và cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc coi các động thái của quân đội Triều Tiên ở Nga là một sự leo thang đáng lo ngại, nhưng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba vẫn chưa dễ xuất hiện. Ngoài phản ứng của nhân tố Mỹ, vẫn còn nhiều bí ẩn cho đến khi chúng ta biết được Tổng thống mới là ai, thì một nhân tố khác có thể thay đổi cán cân sức mạnh nếu thật sự tham chiến, đó chính là Trung Quốc.
Bắc Kinh cho đến nay vẫn giữ im lặng. Do đó, việc quốc tế hóa cuộc xung đột Ukraine trong giai đoạn tới có lẽ vẫn dừng ở Triều Tiên. James Rogers, giám đốc nghiên cứu của Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh, cho biết việc Nga huấn luyện và triển khai quân đội Triều Tiên ở Ukraine đánh dấu một giai đoạn quan trọng khác trong cuộc xung đột, nhưng nó sẽ không gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu rộng lớn hơn. Lo lắng của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres có cơ sở, nhưng các nhà lãnh đạo của các cường quốc cũng muốn kiểm soát cuộc xung đột này. Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ là quá đủ cho thế giới này trong nửa đầu thế kỷ 21. Trong ngày 4 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng quét sạch lực lượng Ukraine ra khỏi vùng biên giới Kursk. Vùng Kursk sẽ sớm sạch bóng binh lính Ukraine khi chúng ta giành lại được lãnh thổ từ tay đối thủ. Sẽ có rất nhiều việc cho các tình nguyện viên, ông Putin nói. Chủ nhân điện Kremlin nhấn mạnh Moscow sẽ không thể đạt được chiến thắng nếu không có các tình nguyện viên giúp đỡ binh lính ở tiền tuyến. Trước đó, ông Putin từng nói rằng nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi Ukraine khỏi Kursk. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều nỗ lực tiến công của Ukraine ở Kursk, khiến đối thủ tổn thất 350 binh lính và 4 xe tăng trong 24 giờ qua. Lực lượng Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương theo hướng khu định cư Novovandoka, chặn đứng các nỗ lực tiến công theo hướng Leonidovo và Plekovo. Phía Nga cho biết, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine đã mất hơn 29.600 binh lính, 184 xe tăng, hơn 1.000 xe bọc thép các loại và 40 hệ thống pháo phóng loạt.